Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Đào Văn Tuấn. Địa điểm là tại khu 8, Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Tuấn đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Như các bạn thấy rằng là các thiết kế của Mark Home nó luôn đặc biệt, nó đẳng cấp và nó rất là đẹp. Đẹp từ hình khối đến màu sắc vật liệu, mang một cái phong cách rất là riêng biệt. Trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home là cái 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Chúng tôi vừa mới khai trương lên chi nhánh tại Nhà Bè. Nếu như bạn nào gần khu vực Nhà Bè, các bạn có thể qua trực tiếp Nhà Bè tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát. Thế nên là bạn nào ở gần khu vực này, các bạn có thể qua để nghe tư vấn, cũng như thể lên những cái báo giá sơ bộ, cũng như thể là tìm hiểu qua cái quy trình xây dựng trọn gói của Mark Home. Bạn nào có nhu cầu thiết kế hay xây dựng trọn gói, các bạn nhanh tay liên hệ qua hai số online chúng tôi là 096445888 hoặc là 0881333. Ngoài ra thì Mark Home các bạn có thể truy cập vào bằng cách là chúng ta vào trong website, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com viết liền không dấu. Các bạn click vào trong cái đường link ở ngay phía dưới video, thì trong đấy chúng tôi có đường link về Facebook, đường link về website, đường link về YouTube. Trên website thì hiện tại chúng tôi đang chạy rất nhiều chương trình, đặc biệt là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là một trong những chương trình nó rất thiết thực và được rất nhiều gia đình đón nhận. Những gia đình mà chúng ta chưa có đủ tiền, chúng ta chưa chuẩn bị kịp cái dòng tiền của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn xây dựng được những cái căn nhà theo mơ ước. Hai nữa là trong dịp cuối năm này, những khách hàng nào mà ký kết hợp đồng thi công trọn gói để chuẩn bị ra năm thì chúng ta sẽ được nhận ngay cái chiết khấu là từ 3 đến 8%. Cái này cũng là một trong những cái số tiền nó không phải là nhỏ, nó giúp cho chúng ta có thể mua sắm được thêm rất nhiều những đồ đạc, vật dụng cần thiết cho gia đình. Quay trở lại mẫu nhà này, các bạn thấy rằng đây là một công trình mang hệ mái Nhật với thiết kế gam màu lạnh. Thoạt nhìn qua bên ngoài thì các bạn thấy rằng những ngôi nhà được thiết kế theo hệ mái Nhật nó rất là hiện đại. Hệ mái Nhật thì ngày nay thì được đa số mọi người hay lựa chọn, bởi vì sao? Bởi vì là cái chi phí của nó phù hợp. Những gia đình mà thấy công trình của chúng ta hệ mái Thái thì chi phí của nó cao hơn và thi công nó cũng khó hơn. Công trình này được sử dụng cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Ngày nay thì tôi khuyên các bạn chúng ta có thể sử dụng sang cửa thép vân gỗ cũng được, bởi vì cái độ bền của nó và cái độ ổn định của nó tốt hơn cửa gỗ tự nhiên rất là nhiều. Còn toàn bộ những cái phần cửa sổ thì chúng ta đang sử dụng cửa nhôm hệ sinh pha hoặc là Việt Pháp, bởi vì cái dòng nhôm hệ này thì nó có cái ưu điểm là gì ạ? Nó không bị cong vênh, không bị bạc màu hay là cũng không bị co ngót theo thời gian. Gần như là độ tuổi thọ của nó rất là bền. Nó chỉ tiêu hao về cái vấn đề keo, lớp keo nằm ở giữa cái phần nhôm hệ và cái phần tường. Cái đấy thì các bạn tra thêm tầm cỡ 1 đến 2 năm một lần. Các bạn có thể gọi thợ, chi phí của nó rất là thấp. Còn lại về cái tính chịu nhiệt và chịu mưa của nó thì chúng ta không phải bàn cãi rồi, nó rất là bền. Đây là góc khác nhìn từ trên mái xuống. Các bạn thấy rằng trên mái chúng ta có một phần sân chơi ở phía trước đây. Khu vực sân chơi nó làm thêm cái điểm nhấn nhá cho công trình. Ngoài ra thì cái phần điểm nhấn công trình chúng ta đang sử dụng ốp với phần gỗ ngoài trời. Gỗ này các bạn có thể mua là gỗ nhựa, không phải là nhựa bình thường mà nó sử dụng bằng những cái chất phụ gia kết hợp với lại các sợi bê tông. Chúng ta có thể tạo thêm màu, lựa chọn nhiều cái gam màu phụ thuộc vào sở thích của mình. Nhìn ở góc này các bạn đã thấy được cả cái khuôn viên khu vườn của chúng ta. Đấy, khuôn viên khu vườn. Thì một phần chúng ta sẽ xây kịch sang một bên hàng rào, còn lại một phần chúng ta sẽ trừ lối đi lại, trừ sân trước và trừ một khoảng sân sau. Đây, còn đây là mặt đứng bên của công trình. Còn đây là góc ở sau nhà. Sau nhà thì các bạn thấy có một phần chúng ta đang lợp tôn. Đấy, phần tôn lạnh. Nó giúp cho chúng ta việc mà chúng ta có thể là đậu được xe, hay là chúng ta có thể là bỏ một số cái đồ ở phía bên này mà không bị mưa nó phả vào. Còn đây là trên mái, mặt bằng mái của chúng ta. Thì trên mái các bạn đã thấy được cái khu vực đặt téc nước và thái dương năng. Với cái phần hệ mái thì các bạn quan trọng nhất cho tôi là về cái phần thoát nước. Thoát nước mưa trên mái nó rất là quan trọng. Thì bình thường chúng ta có 3 biện pháp mà chúng ta hay dùng. Thứ nhất là thoát nước mưa rơi tự do.
Rơi tự do có nghĩa là các bạn chỉ để nó rơi thẳng từ trên mái xuống dưới mặt đất. Cái này thì thường đa số mọi người hay làm bởi vì chi phí của nó phù hợp, nó không đắt. Thứ hai là các bạn sử dụng máng xối hay là máng inox để chúng ta thu ở trên điểm cuối của phần rìa mái, và nó sẽ thu vào trong cái đường hộp kỹ thuật và đi xuống dưới. Và thứ ba là các bạn sử dụng thu ngắt mái trực tiếp ở trên phần rãnh bê tông của chúng ta. Biện pháp này thì được đa số mọi người hay làm bởi vì nó đẹp. Nó đẹp và nó không có nước mưa, nó chảy từ trên xuống dưới và nó sẽ không làm bẩn tường của chúng ta. Đấy, còn đây là góc chúng ta nhìn được thấy toàn bộ cái phần cổng hàng rào. Đấy. Đây là cái hình ảnh thực tế khuôn viên khu đất của chúng ta. Đấy, rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua cái phần bóc tách chi tiết công trình. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua cái phần mặt bằng tổng thể khuôn viên khu đất của chúng ta. Đây là cái phần mặt bằng tổng thể của ngôi nhà. Ngôi nhà được tọa lạc ở trên một mảnh đất ngay tiếp giáp với vị trí ngã ba của công trình. Trên này thì các bạn để ý đến cho tôi cái hoa gió, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Thì với cái diện tích của ngôi nhà và với cái khuôn viên ở khu đất thì chúng tôi sẽ lựa chọn biện pháp là lùi lại phía sau tầm 3 mét để làm thành một khu vực lợp tôn. Chúng ta có thể nuôi trồng hay là chúng ta có thể là trồng cây hay là nuôi một số những cái con như gà hay là heo hay là bò để chúng ta có thể sử dụng thịt nó khi mà cần. Còn phía bên hông của chúng ta sẽ trừ lại 60 phân, mục đích là chúng ta có thể mở được cửa sổ phần phía bên hông và có thể đua được phần mái của chúng ta. Ở phía bên trái thì chúng ta sẽ lùi lại gần 3 mét, gần 3 mét, và trước nhà thì chúng ta sẽ lùi lại hơn 5 mét để chúng ta có thể đậu được ô tô ở trong này. Đấy. Đây là mặt bằng chi tiết có bố trí nội thất ở dưới tầng 1. Thì chúng ta cùng kiểm tra qua cái diện tích của ngôi nhà này. Một chiều chúng ta là 13 mét nhân nó lại một chiều là 8,82 m. Đấy, như vậy diện tích của chúng ta nó rơi vào tầm 120 mét vuông sử dụng. Các bạn lưu ý rằng phân biệt rõ cho tôi cái diện tích sử dụng và diện tích xây dựng. Diện tích xây dựng có nghĩa là diện tích chúng ta tính ở trên cái phần mặt bê tông, hay còn gọi là mặt bằng mái, hay còn gọi là phần giọt danh, tức là bê tông đua ra đến đâu thì chúng ta sẽ tính vào trong diện tích tới đấy. Còn lại thứ hai là chúng ta tính ở trên cái diện tích sử dụng, có nghĩa là trên cái bề mặt của chúng ta dùng hàng ngày, trên cái diện tích sử dụng của chúng ta. Thì với 120 mét vuông thì chúng ta sẽ bố trí công trình gồm hai lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và một lối đi ra sảnh phụ ở sân sau. Lối đi vào từ sảnh chính chúng ta sẽ gặp ngay khu vực phòng khách rộng gần 30 mét vuông. Bố trí công năng như thế này là rất là phù hợp. Ngoài ra thì chúng ta có tận hai phòng ngủ dành ở dưới tầng 1, một phòng master có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, một phòng dành cho ông bà hoặc là khách có thể nghỉ ngơi ở lại. Ngoài ra thì chúng ta còn có khu vực bếp và phòng ăn rộng 20 mét vuông. Sử dụng một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài, một lối đi ra bên ngoài sân ướt ở phía sau. Các bạn thấy rằng cái bố trí công năng như thế này tôi phải khẳng định rằng nó rất là đẹp và nó phù hợp, không có góc chết ở trong công trình. Đấy, không không hề có một góc chết nào ở trong bố trí bố cục của chúng ta. Lên trên tầng 2, trên tầng 2 thì chúng ta có tận 3 phòng ngủ, mỗi phòng có diện tích từ 13 đến 14 mét vuông. Trong đấy thì chúng ta có sử dụng một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài, một khu vực ban công kết hợp là sân phơi đồ. Đây là vị trí đặt máy giặt. Còn lại chúng ta có một phòng thờ có khu vực ban công ở phía trước. Phòng thờ chúng ta cũng đặt ở một khu vực nằm ở ngay trên phòng khách, nó cũng rất là đẹp và sang trọng. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua cái phần bố trí cái phần mặt đứng và phần mặt cắt công trình. Đây các bạn xem lại phần phối cảnh của chúng ta. Đây là khu vực trên tầng 2 phòng thờ. Đây là phòng ngủ ở tầng 2. Đấy, bố trí công năng như thế này là rất là phù hợp. Khu vực sân phơi ở phía sau. Sau này thì các bạn có thể bố trí thêm những cái vị trí chuồng cọp như thể song sắt để chúng ta phơi phóng đồ, nó không bị bay đồ xuống dưới. Đấy, vị trí này các bạn có thể bố trí thêm song sắt. Đấy là tùy theo nhu cầu của cả nhà thôi. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ xem qua phần mặt đứng và phần mặt cắt công trình này. Đây là mặt đứng của công trình. Thì trên cái mặt đứng này các bạn lựa chọn cái con số thông thủy như tôi đã nhắc rất nhiều rồi. Chúng ta chỉ được lựa chọn một trong số những kích thước như thể là 4m2, 39, 36. Và chúng ta hạn chế lựa chọn kích thước thông thủy mà nó lớn hơn 4m2 hay là bé hơn 3m, 3m3 hay là 36. Bởi vì sao? Bởi vì nếu các bạn lựa chọn con số mà lớn hơn 4m2 thì chiều cao ngôi nhà chúng ta nó sẽ rất là cao. Đứng ở trong ngôi nhà thì các bạn đã thấy nó bị hút lên trên rất nhiều. Còn lại nếu mà thấp quá thì chúng ta sẽ không treo được quạt trần hay là đèn chùm, và nó cũng không có một cái view đẹp. Đấy, không có một view đẹp.
Và đặc biệt là những con số thông thủy là những con số đẹp và những con số chia hết cho 3. Các bạn hãy luôn nhớ là như vậy. Nó là những con số chia hết cho 3. Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại của chúng ta. Và quan trọng hơn đấy chính là phần mặt cắt công trình. Mặt cắt là cái chúng ta sẽ bổ ngang vào trong ngôi nhà để chúng ta thấy được vị trí trong nhà chúng ta. Vị trí nào chúng ta hạ cốt sàn, vị trí nào chúng ta nâng cốt sàn. Những vị trí chúng ta hạ cốt sàn như thể là sân chơi, nhà vệ sinh, sân phơi. Đấy là những vị trí mà chúng ta phải đánh dốc thoát nước. Thế nên là bắt buộc các bạn phải hạ ít nhất là 0,5 phân. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Mặt cắt ngang là chúng ta sẽ cắt qua khu vực cầu thang. Để mục đích là gì ạ? Để chúng ta biết được chi tiết cái cầu thang này thi công như thế nào. Chúng ta ngàm vào đâu để chúng ta chịu được tải trọng của công trình. Thì trong này chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Và tiếp theo đấy là những cái phần mà liên quan đến nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh là chúng ta có bóc tách chi tiết nhà vệ sinh, đặc biệt là cái phần bố trí trang thiết bị. Đấy, rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng chúng ta mở cửa ra mà nó đập vào lavabo hay là chậu rửa mặt, hay là chúng ta không thể lắp được bệ xí ở trong cái phòng vệ sinh của chúng ta. Đấy chính là do cái việc chúng ta không có thiết kế, chúng ta bố trí theo cảm tính. Thế nên là khi mà đi vào trong sử dụng, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ bố trí nó rất là khó, rất là khó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến vào cái phần quan trọng không thể thiếu nữa, đấy chính là cái phần bóc tách về kích thước lỗ ban. Nó nằm ở trên cái mặt bằng định vị cửa của chúng ta này. Thì trên cái phần này các bạn lưu ý rằng là chúng ta cái cách tra cứu thì tôi đã hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi. Những cái con số mà khoanh tròn trên này chúng ta có 3 cái ký hiệu. Ví dụ như D1 này, D2, D3. D thì các bạn thấy rằng chúng ta đang viết tắt của phần cửa đi. Còn lại phía dưới nó sẽ có những cái vị trí kích thước, ví dụ như 2500 x 2700, tức là chiều rộng nhân với chiều cao. Và cái bắt nguồn của nó là từ cốt bao nhiêu, ví dụ như cốt 0.00 hay là cốt 0.9 hay 0.8. Thì trong đấy tức là chúng ta tính từ mặt cốt nền lên 90 phân là chúng ta sẽ bắt đầu thi công với phần cửa sổ này. Đấy, thì trong cái này nó thể hiện rất rõ ràng. Đấy, tiếp theo đấy thì các bạn sẽ tính ở trên cái kích thước lỗ ban dựa vào những cái con số. Con số ở đây như tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ trừ đi khuôn bao, trừ đi phào nẹp và trừ đi những cái phần mà nó cố định. Thì cái cách tra cứu các bạn vào trong website, các bạn chỉ việc vào trong mục thước lỗ ban, các bạn nhập, ví dụ như tôi nhập này 1600. Đấy, thì nó sẽ rơi vào cái cung tác quan, thì ý nghĩa của nó sẽ nằm ở ngay phía dưới này. Đấy, đối với thước lỗ ban thì chúng ta chia ra làm 3 loại thước. Thứ nhất là thước lỗ ban 52.2, nó là khoảng thông thủy. Cái hai là thước lỗ ban 42.9, nó là dòng cho chuyên đo về dương trạch hay còn gọi là khối bệ bậc. Thứ ba là thước lỗ ban âm phần là 38.8. Cái ý nghĩa của nó nằm ngay đây. Ví dụ như thể là cái độ rộng của cửa nó nằm trong cung tác quan. Cung này nó nằm trong khoảng quý nhân, là một trong những khoảng đỏ rất là đẹp. Các bạn lưu ý nhé, quý nhân là một trong những khoảng rất là tốt. Thì gặp khoảng này thì chủ nhà luôn được những điều khả quan, tức là luôn gặp những cái điều tốt, những người phù trợ, những người giúp đỡ chủ nhà. Đấy, và bạn bè thì luôn trung thành, con cái thì thông minh hiếu thảo. Chứ nếu như không may chúng ta lên trên một cái cung án thành hay là hỗn nhân hay là thất hiếu, ví dụ như vào thất hiếu thì các bạn sẽ thấy rằng gia chủ sẽ luôn bị tán tài tán lộc, trôi giạt tha phương, cuộc sống thì túng thiếu. Đấy, những người trong gia đình thì bị ốm đau bệnh tật liên tục. Cái đấy là cái mà chúng ta không ai mong muốn. Thế nên là làm nhà dù tín hay không, chúng ta cũng phải nên kiểm tra qua phong thủy, kiểm tra qua những cái đại kỵ và kích cầu kích lộc ở trong ngôi nhà của chúng ta. Hồ sơ thứ hai là phần kết cấu và phần điện nước công trình. Thì trong cái kết cấu này như tôi đã nói rồi, kết cấu của chúng ta nó là một trong những cái bộ hồ sơ tối quan trọng, bởi vì nó liên quan đến cái độ bền vững của ngôi nhà. Công trình của chúng ta có bền hay không, có bị nứt lún hay không, có bị xé hay là bị võng hay không, là do chính là do cái sự tính toán về kết cấu của chúng ta. Ngôi nhà này thì chúng tôi sử dụng là hệ móng băng, là hệ móng chịu lực của công trình. Thế thì khi nào chúng ta sử dụng hệ móng băng thì các bạn biết rằng là chúng ta lựa chọn qua 2 tiêu chí. Thứ nhất là về cái địa chất nền đất. Địa chất nền đất thì các bạn có thể nhìn bằng mắt thường, các bạn cũng có thể biết được. Tức là chúng ta chỉ cần kiểm tra qua xung quanh nền đất của chúng ta là nền đất gì. Hai là chúng ta dựa vào cái cách chia lưới cột, cũng như thể là cái tải trọng của công trình. Ví dụ như vẫn là công trình như thế này, tiết diện nó vẫn như thế này, nhưng những công trình 10 tầng rõ ràng là cái tải trọng của nó khác với lại những công trình 1 tầng. Thế nên là cái biện pháp để mà sử dụng hệ móng chúng ta cũng sẽ khác. Các bạn lưu ý là như vậy.
Thì trong các cái phần bộ kỹ thuật thì chúng tôi tính toán rất là kỹ, ví dụ như sử dụng thép phi bao nhiêu, khoảng cách đến cốt pha là bao nhiêu, cách bố trí dầm cột ra làm sao, thì trong này chúng tôi đã có hết rồi. Các bạn chỉ cần yêu cầu thợ thi công chuẩn theo bản vẽ thiết kế là công trình của chúng ta sẽ đảm bảo an toàn, và đặc biệt là nó không thừa. Các bạn lưu ý rằng nó không thừa là cái quan trọng nhất, chứ còn nếu như chúng ta làm mà chúng ta lại để thừa vật liệu, chúng ta tính toán nhầm vật liệu thì cái đấy là sai. Đấy, và rất nhiều những đội thợ người ta hay có cái quan niệm là tư vấn cho chủ nhà là cứ thép lớn là tốt. Đấy, rất nhiều chủ nhà thường hay khoe với lại hàng xóm rằng nhà tôi sử dụng rất nhiều thép, thép phi 20, thép phi 22, rất nhiều. Nhưng thực chất nếu mà người trong chuyên môn thì người ta sẽ đánh giá cái đấy là chúng ta thừa và chúng ta không biết về kỹ thuật. Đấy, bởi vì thép nhiều chưa hẳn là tốt. Đấy, các bạn lưu ý rằng là chúng ta vừa đủ đảm bảo được, chống được động đất cấp độ nhỏ, hay là chống được những cái thi công ở nhà bên, hay là cái rung chấn ở trên đường đi. Đấy là cái quan trọng. Đấy, còn lại thì chúng ta không cần thiết chúng ta phải cho quá nhiều thép vào trong phần móng của chúng ta làm gì. Đấy. Video ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà rất là đẹp được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói tại Phú Thọ. Bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, các bạn nhanh tay liên hệ qua số line chúng tôi là 096 445 8858 hoặc là 0828 133 333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mark Home trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ bên người thân và gia đình.